Sáng ngày 16 tháng 12, Vườn Quốc gia Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng chuyên môn đoàn thể năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quang Thái chủ tịch Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đồng chí Trương Quốc Long phó chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, ở huyện có đồng chí Lê Thanh Nghị trưởng ban tổ chức huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của cấp trên, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền các xã vùng đệm, các cơ quan, ban ngành chức năng và đặc biệt là tỉnh quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của ban thường vụ, ban chấp hành đảng ủy, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị, về cơ bản đảng bộ vườn quốc gia Vũ Quang đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định từ đầu năm về công tác xây dựng đảng đã tập trung chỉ đạo và tổ chức các lớp học tập quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết quy định của đảng nghiêm túc duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới tổ chức triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề tự soi tự sửa trong toàn đảng bộ kết quả xếp loại 6 trên 6 chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đảng bộ được huyện xếp loại xuất sắc các tổ chức đoàn thể đã phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, công đoàn thực hiện tốt việc đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, chi đoàn thanh niên đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tăng gia sản xuất, lao động, chỉnh trang khuôn viên trụ sở xanh sạch đẹp. Xác định công tác bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, Đảng ủy ban giám đốc thường xuyên bám sát địa bàn, trực tiếp chỉ đạo, khắc phục kịp thời những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp để thống nhất chỉ đạo thực hiện. Trong năm đã tổ chức phối hợp tuần tra rừng 27 đợt trên địa bàn, ban hành nhiều văn bản và triển khai có hiệu quả phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Chủ trọng công tác tuần tra, truy quét rừng tại gốc, thường xuyên bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn nghiêm ngặt các tuyến đường vào rừng, đặc biệt trên tuyến đường vào lòng hồ ngàn trươi, phối hợp với hạt kiểm lâm tiếp nhận tái thả 376 cá thể động vật hoang dã. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được của vườn quốc gia trong năm 2022, đồng thời đề nghị trong thời gian tới vườn quốc gia Vũ Quang tiếp tục khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là tăng cường đấu tranh phòng ngừa phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản động vật hoang dã trong địa phận của vườn quản lý chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng nhất là trong các thời điểm nắng nóng triển khai thực hiện phương án quản lý bảo tồn và phát triển rừng bền vững đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng phát huy hơn nữa tiềm năng lợi thế của vườn di sản asean để đẩy mạnh các hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phát triển tiềm năng du lịch dịch vụ làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ viên chức người lao động Tại hội nghị Vườn quốc gia Vũ Quang đã phát động và ký giao ước thi đua, công đoàn ngành nông nghiệp Vườn quốc gia Vũ Quang đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc năm 2022.